Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình. Và thưa quý vị, sáng ngày hôm nay ở tại Nhật đó đã diễn ra quốc tang của ông cựu thủ tướng Shinzo Abe. Và như quý vị thấy đó, cái quốc tang này thứ nhất nó rất là lớn, là một cái sự kiện có thể nói là mang tính quốc tế, là bởi vì có rất nhiều các nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ đó thì đã cử bà phó tổng thống đến để tham dự. Thì cái tang lễ của ông Abe được tổ chức bên trong cái đạo quán nằm ở bên trong của cái giống như gọi cái chắc hội trường và arena ở tại Tokyo. Thì theo như tờ Reuters họ lấy được tin tức đó, là bởi vì có sự xuất hiện của rất nhiều nguyên thủ quốc gia và 4.000 người tham dự, cho nên là an ninh đó là được sắp xếp dày đặc hết, và tổng chi phí cho cái quốc tang này là 11 triệu Mỹ Kim thôi quý vị. Và cái con số này đương nhiên là do ngân sách của chính phủ chi trả, cho nên là cũng khiến nhiều người họ không có đồng tình, họ chỉ trích. Quý vị cũng nhớ là cái chết của ông Abe đó suốt mấy tháng nay là một cái sự kiện coi như là lớn ở tại Nhật, bởi vì rất nhiều người hiện nay họ vẫn đang biểu tình, không đồng tình cái chuyện mà những cái dự định tổ chức cái quốc tang lớn như thế này cho ông vân vân. Và sáng ngày hôm nay trong lúc tang lễ diễn ra thì ở bên ngoài vẫn có vài trăm người đó họ kéo ra đường cầm biểu tình. Thì cái chuyện mà ông bị phản đối đó nó vẫn liên quan đến là cái nguyên nhân ông bị tay súng Tetsuya Yamasami, 45 tuổi bắn chết thôi quý vị. Mà bây giờ đó, theo như tất cả những gì mà y khai, cũng như là những người ở bên ngoài họ phản đối ông, là bởi vì không chỉ riêng ông mà bây giờ đó, gần coi như là 1/3 cái quốc hội của Nhật bị đồn thổi là có dính líu đến một cái giáo phái của Tin Lành là Unification Church thôi quý vị. Do ông mục sư người Nam Hàn Sun Myung-moon sáng lập vào thập niên 50 đó, bởi vì cái tên của ông đó là Moon, cho nên là cái giáo phái này suốt mấy chục năm qua đó được gọi và cái tên là The Moonies. Thì như quý vị cũng biết là cái tay súng đó y kể là bản thân gia đình của y, mẹ ruột của y đó là một thành viên của cái giáo phái này, và trong suốt hơn mười mấy năm trời đó, bà đã lấy hết tài sản của gia đình là hơn 350.000 Mỹ Kim, đóng góp hết cho cái giáo phái này, khiến cho gia đình này bị phá sản kiệt quệ. Và ông Abe đó thì trong suốt những cái lúc mà ông có những cái bài diễn văn cho những cái chiến dịch tranh cử vân vân thì ông lúc nào cũng ca ngợi cái giáo phái này. Và được biết là ông có một cái mối liên hệ sâu xa và gây tranh cãi với cái giáo phái, thì cứ mỗi lần mà ông ca ngợi như vậy nó khiến cho cái tay súng nó bị kích động, và đến một lúc y nói là y đã chán ngán chịu không nổi, cho nên là y đã tự chế một cây súng và bắn chết ông. Và bây giờ đó, sau cái chuyện này và cũng như là cái lời khai của Tetsuya cũng như là rất nhiều gia đình mà đã tán gia bại sản vì cái giáo phái này, thì báo chí đó họ đã đi tìm hiểu, thì bây giờ họ phát hiện được là quốc hội Nhật có tổng cộng 712 thành viên, thì có hết 100 người đó là được cho là có liên quan hoặc là thành viên của cái giáo phái The Moonies này thưa quý vị. Mà đặc biệt cái giáo phái này đó là
họ khi mà trở thành tín đồ rồi đó thì bắt buộc phải đóng góp tài sản, mà đóng góp chỉ có mỗi năm một nhiều thêm chứ không có thể ít đi. Mà khi mà đóng góp như vậy đó, nếu mà có những ai mà họ bắt đầu tỏ ý họ không muốn đóng góp thì sẽ bị gây sức ép, rồi bị giống như là nói cái ông mà mục sư, cái người đứng đầu đó, giống như là nói những cái lời đe dọa khiến cho họ, cái tâm lý của họ bị hoảng sợ, và họ không đưa tiền không được, mà gia đình nào cũng đưa là bạc trăm ngàn hết thôi quý vị. Thì được biết là Nhật đó, cái giáo phái này tuyên bố là họ có ở đây đến 600.000 thành viên, nhưng mà một số chuyên gia quan sát thì họ nói là chỉ có khoảng 10%, nghĩa là 60.000 người ở Nhật đó thật sự là thành viên mà còn hoạt động. Chứ có một số người lắm như hồi xưa họ vào nhưng mà sau đó họ sợ, họ đã ra rồi. Thì được biết Nhật là một trong những cái quốc gia mà đóng góp cho cái giáo phái này mỗi một năm lên đến vài tỷ Mỹ Kim thôi quý vị. Cho nên cái ông giáo chủ này đó, ổng lúc nào ổng cũng, và đặc biệt với số tiền mà đóng góp nhiều như vậy đó, cái ông giáo chủ ổng dùng cái tiền này ổng lại đi đồ nấy cho campaign của tất cả những cái chính trị gia lớn nhỏ ở đây. Cho nên có thể nói là cái giáo phái này có một cái sức ảnh hưởng rất là quan trọng ở trong chính trường của Nhật. Ảnh hưởng của tôn giáo rất lớn lên chính trị ở tại Hoa Kỳ này cũng thế, các hoạt động của các nhà thờ từ Công giáo đến Tin lành rất mạnh. Và thậm chí chúng ta thấy các vị giáo chủ đó, họ di chuyển bằng những chiếc máy bay tư nhân private jet, sống rất là sang cả. Họ nói rằng đây là những cái công việc của Chúa, họ đứng ra để giao truyền những cái công việc này. Vì thế cái việc đóng góp là cần thiết. Nhà thờ không thể phát triển nếu như con chiên không đóng góp, thưa quý vị. Và họ có những cái lời lý lẽ nghe rất là thuyết phục. Vẫn tin liên quan đến Nhật Bản về mặt chính trị và đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine. Ngày hôm nay bên phía nội các của Thủ tướng Nhật tuyên bố, ngoài những cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế đã đưa ra, Nhật cũng theo chân Hoa Kỳ và trong các quốc gia trong khối G7 v.v. đi theo những danh sách trừng phạt nước Nga. Nước Nhật và các quốc gia khác họ còn có những cái điều khoản về cấm vận riêng nữa. Và sáng ngày hôm nay bên phía Nhật đã chính thức tuyên bố các điều khoản này, bao gồm việc ngăn chặn bán các loại chất hóa học có thể sử dụng làm vũ khí hóa học cho Nga. Thực ra trong thời gian qua không biết có bao nhiêu lượng hóa học cung cấp cho Nga, nhưng mà giữa Nga và Nhật Bản có ký những cái thỏa hiệp mậu dịch liên quan. Nga rất cần những cái chất hóa học để cung cấp từ phân bón cho đến dầu hỏa vân vân và nhiều thứ khác nữa, và vẫn mua các mặt hàng rất tốt từ Nhật Bản. Thế nhưng với lệnh cấm vận mới nhất ngày hôm nay, Nhật Bản nói rằng lệnh cấm vận được đưa ra ngay sau khi ông Tổng thống Putin tuyên bố có khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử để trừng phạt Ukraine, khi mà quân đội của Nga đang càng ngày càng lùi bước trước cái thế tiến công của Ukraine và cũng như theo sau lệnh động viên một phần của Nga. Ngoài ra, trong thông báo ngày hôm nay, nội các của Thủ tướng Nhật tuyên bố có 21 tổ chức của Nga liên quan đến ngành khoa học và các phòng thí nghiệm, đặc biệt là các phòng thí nghiệm về chất hóa học, trong đó bao gồm luôn cả các loại vũ khí hóa học nữa, sẽ bị ngăn cấm hoạt động và làm việc. Và điều này có nghĩa là họ ngưng hoạt động và hợp tác về ngành chuyên gia liên quan đến các ngành hóa học này giữa Nhật và Nga. Các chuyên gia chưa biết được cái lệnh cấm vận này sẽ gây ảnh hưởng như thế nào, nhưng mà họ nói từng phần nhỏ thôi thì cái lệnh cấm vận này sẽ khiến cho cả một nền kinh tế và kể cả những cái tiến trình phát triển về hóa học của Nga là thụt lùi từ 10 cho tới 20 năm tới nếu như các lệnh cấm vận này tiếp tục ban hành và được thi hành trong thời gian dài. Mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin đáng chú ý sau bản quảng cáo.